những năm Vương quốc đầu tiên, quân phiệt hỗn chiến, các thế lực lớn nhỏ tranh giành địa bàn, dân chúng khổ không đói nổi. Để tránh tai họa và dịch bệnh, một vài người buộc phải trốn vào rừng sâu, quay trở lại cuộc sống ăn lông ở lỗ. Vậy là dân gian đồn rằng trước các đường có người sói ẩn hiện. Bộ phim Cửu Thúc trở về một. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, chúng tiên gia hiển thần linh. Thanh thủy tẩy ai trần, tiên nhân bất cô hồn, kim tiền vô âm lộ. Mở cửa địa phủ. Phong sư phụ, đồng nam dễ cháy, điềm không lành. Đã qua giờ tí rồi, sao A Cát chưa quay lại? Cửu Thúc, A Cát bị thương nặng lắm. Sư huynh, sư huynh à, sư phụ, sao rồi? A Cát, mau vào nhà đi, mau tỉnh lại. A Tường, dắt chó hậu gì qua đây.
thần thánh phương nào dám làm loạn địa phủ? Đế quân, tiểu đồ bị yêu dân làm bị thương, đi nhập vào địa phủ, mong đế quân tha cho. Thì ra là Mao tiểu hồ tử, ngươi là quan sai địa phủ, biết rõ ý trời không thể chống lại, vậy mà còn làm trái, ngươi biết tội chưa? Tiểu đồ dương thọ chưa hết, chưa nên chết ở đây, xin đế quân thả tiểu đồ về phàm trần. Hay lắm Mao tiểu đồ tử, ta là quan sai địa phủ, sao có thể tự ý trái luật? Nếu ngươi còn không chịu tỉnh, ta sẽ xử lý cả ngươi. Nếu vậy thì đế quân, ta xin đắc tội, ta nhất định sẽ đưa người đi. Nếu người không thả, vậy ta đành xông vào. Thiên đường rộng mở người không đi, địa ngục vô lối cứ xông vào. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Giải thích đi. Đúng vậy, các vị hương thân, xin hãy nghe tôi nói đã. Tôi nhất định sẽ phá án, xin cho tôi chút thời gian, có được không? Giải tán hết đi, mau về nhà đi, giải tán đi, về đi. Sư phụ ơi, sư phụ, sư huynh à, huynh tỉnh rồi, không sao chứ? Con trúng phải một loại lan độc, sinh ra ảo giác. Nếu không phải Du Bá phát hiện kịp thời, e là cái mạng của con cũng khó giữ. Cảm ơn Du Bá. Cửu thúc, cõi tỉnh lại là tốt rồi. Trời cũng sáng, tôi phải đi đây.
nhất giả cho Du Bá. A Tường, tiễn Du Bá đi. Dạ, sư phụ. Du Bá đi thông thả. Sư phụ, Tiểu Bảo đói à? Tại con chứ đâu. Phải rồi, ta đã nói con báo cho người nhà của Lý lão gia rồi mà. Sư phụ, chuyện là như vậy. Tối qua con đi thông báo cho người nhà của Lý lão gia. Trên đường trở về, cái chỗ quỷ quá gì vậy? Sao mà lạnh vậy? Rất lâu về trước đã xuất hiện truyền thuyết này. Thà dòng 500 dặm không vào Du Lan Cốc. Người Du Lan không học hành gì, bị người bản địa gọi là sứ giả địa ngục. Họ tu luyện thành tinh, hút máu người và gia súc làm thức ăn. Cho nên từ rất lâu về trước đã có nhiều người vào nhầm Du Lan Cốc rồi bỏ mạng ở đó. Sư phụ, vậy chúng ta phải làm sao? Tiếp sau đây phải làm gì ta chưa quyết được. Sư huynh đừng có làm như vậy nữa. Sư phụ thấy anh mặc đạo bào lại đạp cho. Cậu không nói sao sư phụ biết? Cha ơi, cha ơi, Lý công tử, Lý công tử đến rồi à? Cha ơi, cha ơi, cha, cha. Cha ơi, cha ơi, không ngờ cậu ta là loại người này. Cha ơi, cha, cha ơi. Bên này sắp xếp cho cha tôi xong cả rồi, tôi đi được rồi chứ. Thực ra là như vậy, vẫn còn thiếu một chút nữa. Cái này sư huynh, không còn sớm nữa, để Lý công tử về sớm đi. Lừa cậu ta ít tiền. Lý công tử, sư huynh tôi bảo thu của anh ít tiền. Đây, hai người ăn cướp giữa đường sao? Thật ra chúng tôi cũng là thay trời hành đạo. Tiền này không phải để cho chúng tôi, mà là tiền hương khói cho tổ sư gia. Tiền thôi chứ gì. Đúng đúng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lý công tử nhiều vậy sao? Tổ thư gia đúng không? Lý công tử, 1.000 lượng bạc. Lý công tử à, chuyện này tôi đi được rồi chứ. Lý công tử, nếu còn có thể để tôi thi pháp cho Lý lão gia thêm một lần nữa, tôi tin ông ấy sẽ ra đi yên lòng hơn, có được không? Cho tôi một cơ hội đi. Anh có làm được không? Sao lại nói như vậy? Tôi là truyền nhân duy nhất của sư phụ tôi. Được, tôi sẽ chứng minh cho anh xem. Thiên linh linh, địa linh linh, tổ sư gia hiển linh. Mấy người khiêng đi.
Sư huynh ơi, người ta đi hết rồi. Đi rồi sao? Lý công tử à, Lý công tử. Sư phụ, di thể của Lý lão gia đã được đưa đi rồi. Sư phụ. Sư huynh, cái Lý công tử cũng về đến nhà rồi. Lấy đâu ra mà đi nhanh như vậy? Phải đi qua mấy gọt núi rồi còn phải đi qua Du Lan Cốc. Sư phụ. A Cát, A Tường, bảo đoàn Lý công tử đi đường vòng tránh Du Lan Cốc. Mong là vẫn kịp. Dòng 5, dòng 3, dòng 2, đội tiếp theo. Cướp cò rồi. Khốn kiếp, mày không phải em ruột tao. Ông đã bắn chết mày rồi. Anh là em. Súng này. Khốn nạn, ông đã để mày lắm rồi. Vì đảng, ông phải bắn chết mày. Anh là đừng có cản tao. Anh là đừng mà đừng cản tao. Hôm nay tao phải giết chết mày. Súng cướp cò rồi. Lý công tử. Lý công tử, cậu ở đâu vậy? Lý công tử. Lý công tử. Đi xem thử. Hôm nay ông tạm tha cho mày. Sư huynh ở bên kia. Đi. Bao. Cái là ở bên kia. Xem ra chúng ta vẫn đứng muộn một bước. Lý công tử. Lý công tử, không sao chứ? Sư huynh à, hình như bị dọa điếc người luôn rồi. Cái loại bất trung bất hiếu này bị vậy cũng đáng đời. Sư huynh đừng nói nữa. Cứu cậu ta đi. Bị thương nặng quá, không cứu nổi. Ở yên đó. Ở yên. Gần đây xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy. Cuối cùng đại đội này đã bắt được hung thủ. Thì ra là hai tên giải ranh này. Này, anh có nhầm không vậy? Chúng tôi đang cứu người đó. Chúng tôi đến thì đã như vậy rồi. Giết người rồi còn không chịu nhận tội. Rốt cuộc có nhầm không vậy? Đưa đi. Đi. Đây, ngoan ngoãn đi. Nhẹ nhàng thôi. Có bị điên không vậy? Đội trưởng, đây vẫn còn một tên điên. Còn giả ngu dại. Đưa đi. Nhanh lên. Cửu thúc. Cửu thúc. Cửu thúc à. Không hay rồi Cửu thúc. Đồ đệ của anh bị đại đội trưởng đưa đi rồi. Đi. Đưa người lên đây cho tôi. Đi. Nhanh lên. Đứng im. Báo cáo đội trưởng, phạm nhân đã tới. Đấy. Dù ở ngân hàng có phải cậu làm không? Không phải.
Khốn nạn, còn dám nói không trước mặt ông mày. Mày mù à, cứ hút quẳng lên là thế nào? Báo cáo đội trưởng, cửu thúc đến, cho ông ta vào. Mau cho ông ta vào. Dạ. Đại đội trưởng, sư phụ, gọi sư nương đến cũng vô dụng. Không biết chúng phạm tội gì rồi? Tội giết người, có chứng cứ không? Bốn người chết, một người ngớ ngẩn. Chỉ có hai người đó không sao? Vậy đây là chứng cứ chưa? Chỉ dựa vào điều này đã định tội tụi đó rồi. Đại đội trưởng này anh minh thần võ, túc trí đa mưu, sao có thể bắt nhầm người được? Anh tận mắt nhìn thấy chúng giết người sao? Theo tôi thấy việc đó không phải do con người làm. Không phải do con người làm thì chẳng lẽ là yêu tinh? Đúng, anh nói không sai. Được, ông bắt cho tôi mấy con về, đối chức trực tiếp. Ông coi đại đội trưởng này là trẻ con 3 tuổi sao? Để tình em họ tôi, hôm nay tôi không so đo với ông. Phiền ông đừng quấy rầy đại đội trưởng, xử án. Người đâu? Có. Tiễn khách. Dạ. Khoan. Làm sao? Đại đội trưởng, tôi có thể nói với đồ đệ tôi vài câu không? Được rồi, để sư đồ các người cáo biệt nhau vậy. Không lại nói đại đội trưởng này không có tình người. Đi đi. Sư phụ, đại đội trưởng này đáng sợ quá, cứ đòi bắn tụi con suốt. Đúng vậy. Tối nay kẻ đáng sợ không phải anh ta, mà là cậu ta. Cậu ta còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ là ta khi gợi Lý công tử đã trúng lan độc? Tối nay là đêm trăng tròn, hai đứa nhất định phải cẩn thận. Được rồi, được rồi, hết giờ rồi. Có gì đến pháp trường nói tiếp. Nhanh lên đi. Đi mau. Nhanh lên. Đi đi. A à, các A à, Tường nhớ đó, nhất định đừng để cậu ta nhìn thấy ánh trăng. Được, được rồi, nhanh lên. Đừng làm phiền đại đội trưởng phá án. Ánh trăng, ánh trăng gì? Xem ra chỉ có Bách Ninh mới đấu lại được. May mà tối nay mây đen lấp trăng. Đội trưởng à, hắn điên rồi. Dốt hắn lại cho tôi. Người đâu? Rõ. Đi. Nói. Cẩn thận cướp cò. Nói. Tại sao lại giết người? Trong một vài trường hợp, chuyện này là do sư đệ tôi quyết. Tôi sư huynh bảo tôi làm cái gì tôi làm cái đó. Cậu, thực ra về chuyện này thì tôi cho rằng có khả năng là do, có thể là sư đệ tôi giỏi võ hơn tôi, chắc chắn có liên quan tới đó. Tôi là nghe sư huynh tôi. Tôi là nghe sư đệ tôi. Nghe sư huynh tôi. Nghe sư đệ. Dừng lại.
Hai chúng mày chơi ông sao? Ngày mai bắn bỏ hết. Sư huynh à, sư huynh bắt anh sao vậy? Lại gục thêm một đứa. Đội trưởng à, lại một đứa nữa điên rồi. Giống đó cũng thằng điên kia. Đưa đi nhanh lên. Mấy người nhanh lên đi. Đưa đi. Đưa đi. Tôi có điên đâu, tôi giả vờ thôi. Bao đưa đi, tôi giả vờ mà. Đưa đi. Sau này tôi không giả điên giả khùng nữa. Không thể đưa tao vào đó được. Cứu tôi với. Không được đâu, đừng bà. Người đâu? Đại ca, còn đó thì sao? Ngày mai bắn bỏ. Đại đội trưởng à, tôi còn chưa có vợ. Tôi không muốn chết sớm như vậy. Để mặt sư cô của tôi, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện cuối cùng không? Được rồi, để tình cậu cũng là người sắp chết. Đại đội trưởng này sẽ phá luật khai ân một lần. Nói, thả tôi về. Được. Kiếp sau nhất định thả cậu về. Đưa đi. Tôi có giết người đâu. Đi. Đại đội trưởng ngoan quá. Tôi có giết người đâu chứ. Đại đội trưởng ngoan quá. Tôi không giết người. Ngoan quá. Không thể giúp chung tôi với hắn được đâu. Không được mà. Lúc trước tôi còn từng mời anh ăn cơm. Cho một cơ hội đi được không? Đừng lắm lời vô nghĩa. Cả hai ngoan ngoãn vào. Không được đâu. Đại đội trưởng à. Đại đội trưởng. Tôi còn trẻ như vậy mà ngày mai đã bị bắn chết rồi. Lần đầu tiên bị bắn chết, sợ quá đi thôi. Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi từng giúp cậu, đừng có hại tôi. Không sao à? Trời ơi, để tôi chết đi. À, cậu đã nhìn tôi cả đêm rồi, vẫn còn nhìn nữa sao? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu vẫn còn nhìn. Có tin là tôi đánh cậu không? Tôi mà điên lên là đến tôi cũng phải sợ đó. Ánh trăng. Được rồi, nhanh lên. Đừng để cậu ta nhìn thấy ánh trăng.
Đừng làm phiền đội đội trưởng xử án. Sư phụ từng nhắc đến ánh trăng. Để nào ánh trăng có thể làm tan lan độc trên người cậu ta? Mình thông minh quá đi mất. Lý công tử, Lý công tử à, tôi mời cậu đi phơi trăng nhé. Vui lắm. Tới đi tới đi, đừng ngại mà lại đây. Đúng rồi đúng rồi, như vậy. Sư huynh, anh tệ quá. Bách Linh à, thật ra đến tìm em, anh đã tìm người ta lâu rồi mới phải. Trời ơi, không kịp nữa rồi, mặt người quan trọng. Sư huynh làm gì vậy? Đi mau, đừng có vội mà. Sư huynh, thoải mái lắm đúng không? Tôi chỉ mời cậu đi phơi trăng chút thôi, sao cậu phải kích động như vậy? Cậu không sao chứ? Bình tĩnh một chút đi, cậu không sao chứ? Qua đây. Hai người ra ngoài đi, không có lời của tôi không ai được vào. Rõ. Lý công tử yên tâm đi, bao giờ cậu ra được tôi nhất định sẽ gọi sư phụ đến cứu cậu. Sư huynh đang làm gì vậy? Đừng có vội chứ, rốt cuộc là làm sao? A Cát, A Tường đang ở cục cảnh sát, bây giờ rất nguy hiểm. Anh không có gì thời gian giải thích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Còn định giật ngục sao? Bao xuống đây. Đại đội trưởng à, tôi không thể xuống được. Nhanh lên. Có xuống không? Không xuống tôi bắn chết cậu. Xuống. Anh chắc không? Đừng có nói giảm, mau xuống đi. Được. Giờ biết sợ rồi chứ? Ôi mẹ ơi. Đội trưởng à, không sao chứ? Mà mở cửa ra, cái đồ ngu này. Đội trưởng ơi, đứt rồi. Đồ ngu, cút đi. Đi ra đi. Ôi mẹ ơi. Ôi sướng quá. Tại sao lại ép tôi? Tôi kỹ cái đó lắm.
A Tường, cứu tôi! A Tường! A Tường, mau qua đây! A Tường, mau cứu giới! Dám đánh sư huynh tôi! Thả sư huynh tôi ra! A Tường, cậu đừng có đi chứ! A Tường, có nhầm không vậy? A Tường, cậu hào hứng lên một chút được không? A Tường, cậu phải tự tin vào bản thân mình chứ! A Tường, quay lại đây đi! Tại sao lại đông như vậy mà cậu cứ nhắm vào tôi? Sướng quá! Cứu tôi với! Đại đội trưởng, anh mau mở cửa ra đi! Không thể nào, tôi sẽ không mở cửa! Cả đời này cũng không mở! Đúng, có những người muốn chết thì không ai cứu được! Đại đội trưởng, anh vẫn ổn chứ? Ôi mẹ ơi, cứu tôi với! Sư phụ, người không biết vừa rồi nguy hiểm thế nào đâu. Nếu không phải con ra tay kịp thời, đám A Tường đã mất mạng lâu rồi. Sư huynh à, cậu ấy còn cứu được không? Khó nói lắm. Tất cả tránh ra! Đội trưởng, đưa đây, tôi phải giết nó. Đội trưởng, anh họ, yên đào. Em muốn bảo lãnh cho A Cát A Tường. Đưa cái tên này đi đi. A Cát, đưa người về. Sao lần nào cũng là con vậy? A Tường, sư huynh lệnh cho cậu đưa cậu ta về. Anh tưởng tôi bị ngốc sao? Cậu, tôi đúng là mắc nợ cậu mà. Tránh ra! Wow,
hình như đẹp trai hơn trước nhiều. Sư huynh à, cậu ấy nhặt được cái mạng về đã là phúc của cậu ta rồi. Trúng độc quá nặng, còn chút độc sót lại cũng khó tránh, xem số mệnh cậu ta thế nào thôi. Trên đời này còn có con gái đẹp đến vậy sao? Cậu bị thương nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Miệng tôi làm sao vậy? Cậu trúng độc của người Du Lan. Cái miệng này ấy à, từ từ làm quen là ổn, giữ được mạng là hay lắm rồi. Con đã tỉnh lại rồi, thì tôi đi trước đây. A Tường, gọi Lý công tử đến. Thử vũ khí mới sư huynh vừa nghiên cứu ra. Lý công tử, tôi đưa cậu đi chỗ này hay lắm, vui lắm. Ôi đại ca, tôi đã thành ra như vậy rồi, vui lắm. Đi thôi. Có thể không đi được không? Ngoan, nghe lời đi thôi. Tôi có thể không đi được không? Đi mau. Đi nào. Đi thôi. Để tôi đi giày vào đã. Đi thôi, vội gì chứ. Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu vậy? Ở ngay đằng trước thôi, đi nào. Chỗ này rốt cuộc là đi đâu? Đi thôi, đi thôi. A Tường. A Tường, A Tường, Lý công tử ổn chứ? Sư huynh giỏi thật. Sư huynh đây có thể thất thủ bao giờ không? Chưa từng, chưa từng. Người anh tuấn tiêu sái, phong lưu ngất trời, ngọc thụ lâm phong, đỉnh đạt chắc chắn như tôi đây, đúng là hiếm có trên đời. A Tường, sau này cậu nhất định phải học tập tôi nhiều vào. Sư huynh, thật ra tôi cũng không ngốc, nhìn là biết rồi. Anh xem, Lý công tử là cho tôi dụ đến. Chiêu này không tồi. Nếu dùng chiêu này để đối phó với Lan Dân thì đúng là không có sơ hở. Sư huynh, phải bao lâu thì Lan Dân mới bị thắt cổ chết? Sư huynh, anh lại nghiên cứu ra vũ khí gì vậy? Đây là pháo xung thiên siêu cấp tôi mới nghiên cứu ra, trông lợi hại thật. Nếu có thể tìm được một người để thử uy lực của nó thì đúng là hoàn hảo.
Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Được đó, được đó. Lý công tử, lần này chúng tôi đã nghiên cứu ra một thứ rất vui. Thứ này thật sự rất vui, cho cậu mở mang tầm mắt. Lần này không phải là treo cổ nữa đó chứ? Không phải, không phải. Lần này tuyệt đối không phải treo cổ. Để tôi đưa cậu đi xem. Đại ca, tôi thành ra như vậy rồi, sao có thể không hành tôi nữa được không? Lần này thì không đâu, cứ nghe lời tôi đi đi. Tôi không đi, đi thôi. Chúng tôi vừa nghiên cứu ra mà. Tôi không đi, đại ca à, đi thôi. Đi đi, đại ca, không phải lo. Tha cho tôi đi mà. Suốt cuộc là cái gì? Mấy người làm gì vậy? Lý công tử, sư huynh, nào, đây là cái gì vậy? Cầm đi. Không phải định hại tôi nữa đó chứ? Đồ ngốc, sao tôi lại hại cậu được? Chúng ta đã tiếp xúc một thời gian rồi, chắc cậu biết tôi là người thế nào. Anh đừng có đùa tôi. Tôi biết rõ về con người của anh. Chắc chắn là lại hành tôi thôi. Cậu trở nên thông minh từ bao giờ? Thôi thôi thôi. Sư cô à, cô ở đó làm gì vậy? Sư cô, ở đâu? Đại ca, rốt cuộc là cái gì vậy? Đâu có gì đâu, chút thuốc nổ thôi. Ôi trời ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chơi tôi, qua đây đi. Nổ tôi, nổ tôi đi. Tới đi. Lý công tử, hôm nay sắc mặt đỡ hơn rồi. Để mua thuốc cho cậu, sư huynh tôi đã chạy qua mấy trấn liền. Anh ấy cũng là người tốt, chỉ là thỉnh thoảng chơi đùa hơi ác một chút. Thực ra cũng không phải muốn hại cậu. Cậu cũng đừng trách sư huynh của tôi. Thuốc đây. Lý công tử, Lý công tử, Lý công tử, đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây. Hết hồn. Để tôi xem lần này anh thành tôi kiểu gì. Đội trưởng, hôm nay đại đội trưởng vui. Cậu có thể đi về được rồi. Đưa đi. Thank you.
Sao con lại đến đây? Thì lâu rồi anh không về nhà. Em qua thăm anh thôi. Tôi thì có gì mà thăm. Mau về nhà đi. Quát gì mà quát? Đội trưởng, còn không mau đi tuần đi. Dạ được. Chắc cô cũng biết, đại đội trưởng này anh binh thần võ. Đàn bà theo đuổi đại đội trưởng đây có tới hàng ngàn hàng vạn. Tất cả đều bị đại đội trưởng tôi đây từ chối. Đại đội trưởng tôi đây ghét nhất là những kẻ háo sắc. Anh xấu thật. Trật tự đi. Bây giờ định nói sao đây? Các vị hương thân, hãy nghe tôi nói. Trật tự một chút đi. Các vị hương thân, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Mong mọi người tin tưởng tôi. Tôi sẽ điều tra rõ vụ này. Thê thảm quá. Phải có một lời giải thích đi chứ. Cục cảnh sát toàn làm cái gì không vậy? Em rảy, cậu xem. Thị trưởng, đại đội trưởng, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Sư phụ họ có phải là họ làm không? Vậy chúng ta có quản được không? Tôi cho cậu 10 ngày bắt buộc phải phá được án. Vì dân chúng dùng đây, không thể để chúng ngang ngược như vậy thì khỏi làm nữa. Như vậy Cửu Thúc đâu rồi? Cửu Thúc, A Cát, sư phụ. A Cát, sư phụ. Con đi chợ mua ít thịt đi. Hôm nay là 30 Tết hả sư phụ? 30 Tết cái gì? Không phải 30 Tết mới được ăn thịt sao? Con đã không còn nhớ thịt trông như thế nào. Sư phụ à, con ra sân sau đun nước. Đun nước cái gì? Hai đứa cả ngày chỉ biết ăn. Thịt này tối là dùng để đối phó với Lan Yêu. Sư phụ à, sao lại là thịt? Lan Yêu vốn là như vậy. Ăn thịt uống máu là thiên tính của chúng. Còn gơ ra đó làm gì? Mọi người đi đâu vậy? Đi mua thịt. Có thịt ăn à? Cái tên này chỉ biết ăn thôi. Chỉ biết ăn. Cửu Thúc à, Bách Đinh đâu? Không biết. Bám theo. Đi. Lý công tử. Lý công tử. Lý công tử, sao lưng cậu có Lan Nhân kìa? Sợ quá. Lan Nhân cái gì? Tôi đừng đừng là đại công tử Lý gia. Chẳng lẽ tôi sợ chắc? Có Lan Nhân thực mà không tin cậu nhìn mà xem. Bách Linh nói tôi không phải đàn ông. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho cô ấy xem thế nào là đàn ông đích thực. Sư Quân Đà không thể bỏ Lý công tử lại được. Đi. Ông anh nào, sao lúc nào mấy người cũng nhắm vào tôi vậy? Có thể đổi xe cắn người khác không? Đi mau đi. Cứu giới.
Bắt sống được một tên. Đứng im. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên. Em rể tôi đến giúp đây. Tôi thấy anh đến để tham quan phát tài thì đúng hơn. Nhìn kìa, tôi đâu có giống lại người đó. Người đâu? Mau khiêng tên này lên. Cả tên kia nữa. Sư phụ nhanh lên. Là bọn con bắt mà. Có nhầm không vậy? Nhanh lên đi. Đưa đi nhanh lên. Sư phụ ơi, bọn con bắt được mà. Sao lại như vậy chứ? Anh họ sao lại làm như vậy? Nhanh lên đi. Sao làm như vậy được? Em rể à, tôi có việc đi trước nha. Sư phụ, như vậy bỏ đi, chúng ta về. Vậy là mất công vất vả cả ngày. Đi thôi. Lý công tử, hôm nay tôi cũng không thể để cậu đi nữa. Nói sao cũng không được. Tôi mặc kệ. Bách định đi đâu tôi đi đó. Lần trước chính tại cậu một sức nữa để nó chạy mất. Cậu ở yên trong nhà đi. Tôi mặc kệ. Tôi phải đi bảo vệ Bách Linh của tôi. Nếu cái thân cậu còn không bảo vệ được, cậu lấy gì bảo vệ sư cô tôi? Ai nói? Ai nói? Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi. Nói lý với cậu ta làm gì? Lý công tử, tôi đã nói không cho cậu đi, mà cậu cứ đòi đi cho bằng được. Bây giờ hay chưa? Bị đánh rồi chứ gì? Đúng không? Ở yên trong nhà là được rồi. Lý công tử, cậu cứ ở nhà dưỡng thương đi. Lát nữa chúng tôi về, tôi mang đồ ăn ngon cho cậu. Cậu cứ ở nhà đi, chúng tôi nhất định sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu. Ở yên trong nhà nhé. Sao mà vẫn chưa đến? Giờ là giờ nào rồi? Cửu thúc đến rồi. Cửu thúc. Đại đội trưởng, tôi sợ tối nay họ sẽ đến cục cảnh sát. Như vậy đi, anh dẫn theo một đội đến canh ở cổng thôn. Phụ cảnh sát cứ để tôi canh giữ. Em rể, cục cảnh sát là chỗ nguy hiểm như thế nào? Sao tôi có thể để ông giữ? Lỡ ông xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói làm sao với em họ. Cục cảnh sát này cứ để tôi giữ. Vậy lỡ họ đánh lén cục cảnh sát, anh chịu nổi không? Ông cứ yên tâm đi đi, chỗ này có tôi rồi. Anh đã cố chấp như vậy thì hãy bảo trọng. Đội bảo an chào. Lại còn định bảo tôi đi chết? Không có cửa đâu. Tưởng tôi ngốc à? Bách Đinh, hay là bởi lại cục cảnh sát bảo vệ anh họ của em đi. Nhưng mà người ta muốn đi chung với anh. Anh đi đâu em đi đó. Đừng có nhớ dẫn. Bạn người quan trọng, phải lấy đại cục làm trọng. Quên mấy chuyện yêu đương linh tinh đi. Đi đi. Tướng công, ta đợi chàng trở về. Vậy mới là đàn ông đích thực chứ. Yêu anh chết đi được. Tưởng mình ngốc sao? Anh họ, em họ, chúng ta vào thôi. Được, tránh ra.
Tới rồi, nhanh lên, cản họ lại. Đâu? Bạc môn tả đạo, tôi nói cho anh biết, tôi khóa anh lại rồi, anh ngoan ngoãn vào cho tôi. Tỉnh táo lên cho tôi. Kẻ nào dám chạy, tôi sẽ... Bách Linh ơi, Bách Linh, khoan đã. Lý công tử, sao cô lại tới đây? Tôi đến bảo vệ. Bắn chết hết cho tôi. Bắn thật mạnh vào. Bắn nữa đi. Bắn. Đừng có loạn. Không được chạy. Chạy mau. Xông lên cho tôi. Hung dữ cái gì? Cô tưởng bà đang sợ cô à? Không cho cô biết mặt thì cô không biết Mã Dương gia có mấy con mắt. Bách Linh, em họ ơi, em họ, em không sao chứ? Bách Linh không sao chứ? Không sao chứ em họ? Em họ dám đánh Bách Linh của tôi? Tôi đánh chết cô. Tôi đánh chết cô. Đại đội trưởng, tôi đánh chết cô. Tôi không sợ cô đâu. Gần đây là bị nóng trong.
Bách Linh à, nhanh lên. Sơn huynh, A Cát đừng. Đi chết đi. Sư phụ, với sự lãnh đạo anh minh thần võ của đại đội trưởng đây, cuối cùng tôi cũng đã giải quyết được tất cả rồi. Không sao chứ sư cô A Cát? Không sao, sau này cứ theo tôi, đảm bảo có thịt ăn có rượu uống. Sư phụ xong rồi. Mặc dù hắn tội không thể tha, nhưng cũng không đến mức phải khiến hắn tan thành khói bụi. Làm gì cũng phải để lại đường lui. Cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy. A Tường, sau này đi với tôi. Cửu thúc à, đội trưởng, đội trưởng, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đội trưởng, đáng ghét. Đội trưởng, tìm thấy rồi. Bao lên, xuống nước. Dạ. Mạnh tay lên. Bao lên, đừng có lười biếng. Bao, kéo đi, bao lên. Bao lên đi. Mạnh tay lên. Bao lên. Mạnh tay lên chưa ăn cơm sao? Mau lên đi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Mau lên, kéo lên cho tôi. Mau lên, nhanh tay lên cho tôi. Nhanh lên đi, kéo đi, mau lên. Không mở được, cái này nguy hiểm lắm. Mở quan tài máu, chúng ta sẽ tiêu đời. Còn lề mề gì nữa, bao lên đi. Làm sao đây, không thể mở được đâu. Ai còn ăn nói sằng bậy, ông đây bắn chết. Đại đội trưởng, lần này anh phát tài rồi. Còn không mau gọi người mở quan tài. Đúng đúng, mở quan tài đi. Không được mở.
tuyệt đối không được mở. Chuyện này liên quan tới an ninh của cả trấn này, bạn người quan trọng không thể đùa được. Anh thường là đội trưởng bảo an, đáng lý là bảo đảm yên bình cho trấn Cát Tường. Anh biết sợ hàng chục năm qua nơi đây là cấm địa dưới sông, một khi mở quan tài máu sẽ liên lụy sinh linh vô tội. Anh cậy quyền làm bừa. Đúng vậy, không thể mở, không thể mở. Này đội trưởng, anh nghe em nói đi. Nếu chúng ta đi, số châu báu này sẽ bị đám thôn dân này giành mất hết. Được, bất cập hại. Im lặng. Đại đội trưởng, phụng lệnh của cấp trên, đến điều tra vụ án quan tài máu ở Hoàng Hà. Theo kinh nghiệm điều tra án nhiều năm của đại đội trưởng đây, tôi có lý do nghi ngờ có người mượn danh quan tài máu giết người giấu xác. Còn về có mở hay không, đại đội trưởng đây tự biết cân nhắc, không cần mọi người bận tâm. Phó quan có, những người không liên quan đồng loạt không được đến gần. Kẻ nào làm trái giết không tha. Mở quan tài, không được mở. Không được mở. Đi đi, đi chỗ khác, ở đây nguy hiểm lắm. Báo ứng, báo ứng mà. Mở đi, mở đi. Không được mở, không được mở. Không có châu báu. Châu báu đi đâu rồi? Châu báu đâu? Tú bà. Đại đội trưởng, anh nhìn kỹ đi. Cây đinh trên cái xác là một cây đinh vàng thời cổ. Đó là báu vật vô giá. Các người tránh ra hết. Thằng Tam đi đâu rồi? Không biết. Đi tìm xem. Thằng Tam. Ông trời ơi, tạo nghiệp. Báo ứng đây bà. Báo ứng. Báo ứng. Đến đây. Nào, đến đây. Đến đây. Ông đây không ra quay thì tự dễ bắt nạt sao? Người đâu mà đến đây?
Chú Cửu. A Cát. Không sao rồi, bảo vệ nó. Cảm ơn. Đến sớm thì bằng đến đúng lúc. Trong lúc tôi sắp chế ngự đó, sự xuất hiện của các anh cũng xem như thêm phần hoàn hảo. Thì dù nói thế nào, cuối cùng cũng là thắng lợi hoàn toàn. E là không phải thêm phần hoàn hảo, mà là cứu người khỏi miệng hổ. Đúng vậy, nếu không giờ chúng tôi tới kịp, e là anh sẽ nằm trong cổ quan tài đây. A bưu tôi, phúc lớn mạng lớn. Dẹp đi, dẹp đi. Đâu có chết dễ như vậy. Cũng may không phải đêm trăng tròn. Nếu để nó gặp trúng đêm trăng tròn sẽ khó giải quyết. Trước khi trời mưa, nhất định phải quay về nghỉ trang. Nếu không sẽ gây rắc rối. Nếu không về kịp thì sẽ thế nào? Không về kịp, người nằm trong quan tài này chắc chắn sẽ là cậu. Vậy thì nhờ chú Cửu tranh thủ lên đường đi. Đội báo an kính chào. Sư phụ, vậy những thôn dân phải làm sao? Ở đây có tôi, mọi người đi đi. Sư phụ, anh xem cô gái này hình như bị thương khá nặng. Đưa về nghỉ trang trước. Sư đệ, công việc nặng nhọc như vậy sao để em làm chứ? Nào, để anh. Em không mệt. Cho em mệt chết luôn. Lẽ sao phải có đinh vàng thời cổ chứ? Nguy hiểm thật. Cũng nhờ sư gia con, trước lúc mất dặn dò thầy, 30 năm sau khiêng lên chôn lại. Nếu tối qua mà để nó chạy mất, hậu quả khó mà tưởng tượng. Sư gia đúng là tính toán như thần. Biết được 30 năm sau sẽ có người tới động quan. Sư phụ, bèo cương thi đó ghê gớm vậy sao? Sư gia không dọa chúng ta chứ? Dọa các con. Sở dĩ gọi nó là mèo cương thi là bởi vì nó sinh ra ở nơi chí âm dùng tương gian. Thứ này không phải người cũng không phải yêu. Có hồn không phách, có phủ không tạng. Cương mà không cứng, chết mà bất diệt. Lấy máu làm chủ, lấy ngũ độc làm phụ. Gặp mặt trăng sẽ là đại hung. Vậy khác nào vượt qua tam giới, thoát khỏi ngũ hành? Đó là trái đạo trời còn gì. Quan tài này nhốt được nó không? Gỗ quan tài này làm từ gỗ đào sét đánh, là dùng máu chó mực ngâm nhiều năm. Cộng thêm trên quan tài có vẽ bùa, có thể cản yêu khí, nhốt sát khí, tam thi khí, trừ quán khí.
Vậy nên làm người đừng tùy tiện nổi giận, chết đi mới không có oán khí, nếu không sẽ có thi khí. Sơ sẩy một chút thì gặp phải sát khí, khó tránh sẽ có chút yêu khí. Anh nói đúng lắm, chúng ta làm việc phải cố gắng, làm người phải có cốt cách, sửa đổi tính xấu, sư phụ mới không tắc thở, sư phụ mới sống lâu được. Quan trọng là sư phụ rộng lượng, rộng lượng, rộng lượng. Sư phụ bôi xong rồi. Sư phụ, lấy đinh trấn hồn trong nước gạo nếp ra, cắm lên nắp quan tài. Nhớ kỹ là 7 cây không được sai sót. Người yên tâm đi sư phụ, trong vòng 7 con số sẽ không phạm sai. A Tường, làm việc đi. Đóng chặt đinh, trời sắp sáng rồi. Đi đâu vậy sư phụ? Nơi tập trung nắng, núi Lạc Dương. Dạ sư phụ. Sư phụ, vậy Bích Nguyệt cô nương phải làm sao? Cô ấy đang bị thương, tạm thời ở lại nghỉ trang nghỉ ngơi vài ngày. Đinh vàng thời cổ mà sư phụ nhắc tới, lẽ nào ta nhớ nhầm sao? Đúng vậy, tuyệt đối là báu vật vô giá. Được rồi, cậu mau ra ngoài đi. Chuyện này không được đồn ra ngoài. Dạ, rõ rồi đội trưởng. Đi đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu. Trên 6 tất nhiên là 7 rồi. Em gốc chết đi được. 6, trời sắp mưa rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đi thôi. Sư phụ, còn bao lâu nữa mới tới vậy? Sắp trưa rồi, trưa mai sẽ đến. Ngày mai chờ đến núi Lạc Dương, chôn con theo luôn đi. Sư phụ, thời tiết này lại sắp mưa rồi. Sắp mưa rồi đó sư phụ. Sư phụ, phía trước hình như có một quán trọ. Sư phụ à, tôi đi gõ cửa. Có ai không? Có ai không? Mở cửa đi. Mở cửa. Có ai không? Mở cửa đi. Sư phụ à. Sư phụ, thầy sẽ không gọi cả buổi trời không ai trả lời. Liệu có khi nào? Mở rồi. Chúng tôi ở trọ. Vào đây đi. Bao đặt quan tài máu ở nơi có thể tránh mưa. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để quan tài máu chạm đất. Dạ. Còn nữa, tối nay hai con thay phiên canh đêm, không để bất cứ ai lại gần. Dạ, sư phụ.
Sư phụ, khi nãy sư phụ nói không cho quan tài báo chạm đất, chạm đất thì thế nào? Sư đệ, chuyện này đã không biết. Quan tài chạm đất, người sống gặp xui. Sau này em hãy học hỏi sư huynh nhiều hơn. Người lạ gặp xui, vậy người quen không sao phải không? Là người đều gặp xui. A Tường à, qua đây. Như vậy, chúng ta quy tắc cũ, dài thì anh canh, ngắn thì em canh, thế nào? Từ nhỏ tới giờ em chưa từng thắng, lần này em rút trước. Lần này em thắng rồi, em lấy cây dài đó. Có được không? Sư đệ, lần này em chọn trước đó. Quy tắc cũ, dài thì anh không canh, ngắn thì em canh. Em nhìn kỹ đi, em rút được cây dài kìa. Dài thì anh không canh, ngắn thì em canh. Đúng rồi, hình như là mình canh. Nè, mày đừng có hù tao. Tao biết võ công đó. Sư phụ, sư phụ à, nơi này cảm giác kỳ lạ làm sao ấy. Hơn nữa, đến cách bố trí phòng ốc ở đây cũng khác với chỗ khác. Sân xây trong nhà yêu khí không tan. Xem ra hôm nay có rắc rối rồi. Sư phụ à, đâu có tà như thầy nói. Con có thịt sao sư phụ? Người bạn cũ, lâu rồi không gặp. Hai người thấy đồ ăn của chúng tôi không vừa miệng sao? Có thịt không rượu, ảnh hưởng khẩu vị. Vậy thì đi thẳng vào vấn đề, cho chúng tôi xem thử đặc sắc của quán đi. Ôi trời đất ơi, quả là tuyệt cú mèo. Sư phụ à, thử đi. Gái đẹp. Tôi cứ tưởng ông ngay thẳng lắm, nào ngờ cũng chỉ là một kẻ háo sắc. Đồ tinh nghịch, đồ láo lĩnh. Hôm nay tôi sẽ chơi với ông cho đã. Bằng môn tà đạo còn dám ra ngoài hại người. Cục cưng à, tinh nghịch quá. Cục cưng. Đau quá sư phụ. Sư phụ à, đây là gì vậy? Kinh tởm quá. Bây giờ biết kinh tởm rồi sao? Khi nãy còn muốn một mình ăn hết mà. Dám chơi ông sao?
Tiểu yêu đến đây, ai sợ ai? Cô còn dám đánh lén? Điều hổ ly sơn, chúng đến vì quan tài máu. Sư phụ, cứu mạng! Sư phụ, cứu con! Sư phụ! Xem ra hôm nay không giữ mày lại được rồi. Sư huynh, sư đệ, ta đến giúp em. Đây là cái bẫy của chúng, qua tài máu quan trọng, phải đánh nhanh thắng nhanh. Được. Sư phụ, chúng chạy hết rồi. Chạy rồi. Mặc kệ, quan tài máu quan trọng. Được. Sư huynh, sao anh đến đây? Sư đệ, thời cơ khi quan tài lên chôn lại mà sư phụ căn dặn đã đến. Anh cố tình đến đây giúp em một tay, không ngờ lại gặp em ở đây. Anh đi đuổi theo mèo tinh đã bỏ trốn. Chúng ta gặp mặt ở nghĩa trang. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành. Dạ. Sư phụ, tại sao quan tài máu phải cao hơn mặt đất? Nắp quan tài cao hơn đất 3 thước 3, khí tà âm không vào quan tài sẽ khó mà thi biến. Nhanh tay lên, lát nữa sẽ có thể đổ mưa. Mấy hôm nay làm sao vậy? Trở trời suốt còn trở nhanh hơn mặt sư phụ. Sanh con, sư phụ, tay thầy còn nhanh hơn. Bích Nguyệt cô nương, ta để thuốc ở đây cho cô. Cũng không biết sư phụ làm người giấy như vậy làm gì. Đốt rồi làm lại rồi đốt. Mình nghĩ chắc sư phụ già rồi nên lú lẫn,
Không lẽ muốn đám người giấy này tiễn thầy lúc cuối đời? Đưa tiễn lúc cuối đời cái gì? Sư phụ, ý con là làm việc gì cũng phải có đầu, có đuôi. Thầy xem, con vẽ cái môi quyến rũ cho nó, như vậy nhìn thuận mắt hơn. Sư phụ, làm xong rồi, ngày mai 15 tháng 7 mang đi đốt hết đi. Mới làm xong lại đốt, tốn công tốn giấy. Sư phụ, tại sao phải chỉ đốt vào ngày 15 tháng 7? 15 tháng 8 không được tốt sao? Nếu con không nỡ đốt, con có thể để dành vào ngày kết hôn mới đốt. Đừng trêu con nữa sư phụ. Kẻ ngốc mới đốt người giấy ngày kết hôn. Đốt ngày 15 tháng 7 bởi vì đó là ngày quỷ môn quan mở, cũng là ngày cúng cô hồn mà dân gian hay nói. Con đốt cái gì, người đã mất sẽ nhận được cái đó. Sư phụ à, vậy thì con đốt gì cho cha của con đây? Đốt gì hương diện cho ông già em đi, kẻo không có chỗ tìm thuốc vui. Tên chết tiệt này dám trêu chọc cha em, không đếm trúng cái gì. Hai đứa gây đủ chưa? Em gây quả rồi. Ăn cơm khỏi gọi anh. Sư phụ à, ngày lễ vui vẻ. A Tường, mấy tháng này sống ở Tây Dương thế nào rồi sư cô? Nói chung là khá tốt, chỉ là đồ ăn dở quá. Sao vậy? Ngày nào không ăn banana thì là apple. Sư cô đang nói tiếng Tây Dương sao? Yes, yes. Đi nước ngoài một thời gian, tiếng mẹ đẻ nói cũng không lưu loát nữa. Vậy sư cô, bây giờ chúng ta tới nhà sư thúc sao? No, no, no. Cô phải về nhà trang điểm thật kỹ lưỡng. Honey của em sẽ cho anh một bất ngờ lớn. Anh họ, phu xe dừng xe lại. Điệp Giao, nào nào, tay em trắng thật. Trời đất ơi, ai vậy? Hello, anh họ. Em họ, sao em về đây vậy? Sao đây, không muốn em về hả? Coi em nói kìa, anh họ sao lại không muốn em về chứ? Anh họ, anh có thấy em beautiful không? Phật cái gì? Nói gì vậy? Sư cô đang nói tiếng Tây Dương, tức là em có đẹp hay không? Dòng máu tốt như nhà chúng ta, nam đẹp, nữ thì xinh, không xinh thì sao mà được chứ? Ai cũng xinh đẹp. Em rất xinh, như vậy đi, chờ anh xong việc tối nay mở tiệc tiếp đón em. Anh họ, thôi được, em ở nhà chờ anh. Anh mau lên nhé. Được, Niệm Giao, chúng ta đi. Bye bye. Sao đi Tây Dương một chuyến về liền không phân biệt giai giới vậy? Bác bác, ông nội thì có. Em chọn tiền hay là chọn anh đây? Em Giao, anh đưa con gái chúng ta về rồi. Nó khôn lớn thành một cô gái rồi, xinh đẹp như em. Bao năm qua anh đi khắp cổ mộ tiên động, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng đã tìm được cách cứu em. Không bao lâu nữa, cả nhà chúng ta có thể ngày ngày sống bên nhau rồi. Em chờ anh, hãy chờ anh.
Phó Quan Trương, đội trưởng, còn nhà nào chưa đóng thuế vậy? Con đường này tổng cộng có 38 hộ, thu được 37 hộ. Tiệm gạo may giá tạp quá chỉ thiếu Di Hương Diện ở đằng trước thôi. 38, con số 38 này tôi rất thích. Nộp gạo nộp thuế ai cũng có phần, nhà nộp nhiều gạo hơn chiếu cố hơn. Đúng 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 đúng. Các anh em đi thôi, đi nào. Đi. Mẹ tôi mất sớm. Từ nhỏ tới lớn đều là cha nuôi dạy tôi. Cha tôi luôn ở cạnh tôi. Sinh nhật của tôi lại trở thành ngày mất cha tôi. Bây giờ tôi thực sự không biết phải làm sao. Bích Nguyệt cô nương, người chết không thể sống lại. Mong cô nén đau thương. Tôi đã sắp xếp A Cát, A Tường đi xử lý hậu sự của trưởng thôn. Cô cứ yên tâm đi. Bích Nguyệt cô nương, nam nữ khác biệt. Bây giờ trong lòng tôi rất buồn. Tôi chỉ muốn dựa vào người ông một lát. Chỉ một lát thôi. Sư thúc, sư cô, con từ nước ngoài trở về rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Sư huynh ạ. Điệp Giao, cha con đâu? Không biết. Tiêu rồi. Cha con sao xuất quỷ nhập thần vậy? Tối nay bảo anh ấy về đây, cô định hợp mặt với nhà sư huynh. Sư huynh à, sư huynh. Sư huynh à, anh sao vậy? Sư huynh bị bệnh ở đâu? Anh có sao không? Đúng đúng, anh bị bệnh rồi. Hơn nữa còn là bệnh truyền nhiễm. Anh không muốn lây cho bất cứ ai. Hai người ra ngoài đi, ra ngoài. Sư thúc, sao người lại nói như vậy? Cho dù thế nào, cô và con cũng sẽ không chê người đâu. Baby của em. Bỉ. Bỉ cái gì? Bỉ. Bách Linh. Không phải anh bỉ ổi, em hiểu lầm rồi. Honey. Honey của em. Bách Linh à, chỉ phạm lỗi nhỏ thôi, em đâu cần phải giết anh chứ. No, 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 không phải ý đó, không phải ý đó. Sư thúc à, người hiểu lầm rồi. Sư cô con bây giờ giỏi lắm, ban nãy cô ấy nói tiếng Tây Dương. Sư huynh, lâu rồi không gặp. Anh có nhớ em không? Bách Linh à, khi nãy em nói cái gì? Đáng ghét, người ta xấu hổ đó. Sư cô à, con. Điệp Giao, cô sao vậy? Con. Điệp Giao nói chuyện là heo nái của nhà thím Trương kế bên biết leo cây. Đúng đúng đúng. Heo nái nhà kế bên biết leo cây. Heo nái biết leo cây sao? Thật đó, bây giờ con đang ở trên cây kìa. Tưởng em là con nít 3 tuổi sao? Thật đó, lúc đó con đến đây vẫn còn thấy. Thật không vậy? Thật đó. Cô không tin. Sao có chuyện như vậy được? Bây giờ cô dẫn cô đi xem được không? Đi thôi, mau đi đi. Đi nào. Sư huynh à, nhà anh làm gì có nhà kế bên chứ? Bách Linh à, em nghe anh giải thích đi. Anh và Bích Nguyệt cô nương thật sự. Em thấy heo nái không phải lên cây, mà là ở trên giường.
Oh my god. Sư cô à, nơi này không nên ở lâu. Nghiêm trọng vậy sao? Giải thích rõ với cô ấy là được rồi. Cô tự bảo trọng nhé. Ma anh cửu. Sư cô. Bách Linh à, em hết lòng hết dạ với anh. Anh là dấu gái ở trong phòng. Anh có xứng với em không? Em nghe anh giải thích đi. Bọn anh không phải như em nói. Sư cô đừng kích động. Em tuyệt đối. Anh đi giải thích với nó đi. Sư cô. Bao anh cử. Anh đừng có chạy. Sư cô. Chú Cửu, chú Cửu à, mời mời. Mời mời. Di Hương Diện. Các cậu canh ở đây. Dạ rõ. Tại tôi béo quá sao? Linh Lung phu nhân nói sai rồi. Do cánh tay tiểu nhân quá ngắn, không tìm được chiếc eo thon của phu nhân. Nhìn cái gì? Anh đo trước đo sau. Không phải là ôm được cái eo thon của tôi rồi sao? Phu nhân đúng là phu nhân. Chẳng những thân hình đẹp mà hội tụ cả nhan sắc và trí tuệ. Như qua đại đội trưởng tới thu thuế này. Gọi Như qua cái gì? Tôi muốn Xuân qua. Đội trưởng à, anh bớt giận. Xuân qua bây giờ đang tiếp khách. Em gọi cô gái khác tiếp anh được không? Là tên khốn nào dám ngủ với đàn ông của ông? Ông đây bắn chết hắn. Đội trưởng, anh không được đi. Không được đi. Sau này lanh trí một chút. Có loại giải thưởng hạng nào phải báo chúng tôi biết. Dạ được. Tiểu nhân hiểu rồi. Tôi phải xem là thần thánh phương nào. Ăn gan hùm giống ngủ với người phụ nữ của đại đội trưởng tôi. Đúng là ăn gan hùm gan hổ mà. Phu nhân. A Bư đâu? Đại đội trưởng không có ở bên trong. Anh ấy đâu? Không ở bên trong thật mà. Cút xéo. Em trai anh chết rồi. Ở đâu? Bờ sông. Để tôi bắt được anh, nhất định đánh gãy chân của anh. Hai người tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Mau nhìn xem. Đó là chú Cửu mà. Đúng vậy, ông ấy cũng tới nơi này sao? A Bưu.
Xích qua, xích qua đi. Các em gái, các em gái chạy đi đâu hết rồi? Cục cưng Xuân qua, anh đến đây. Bách Linh, chị dâu, mau anh cử lừa em. Anh ta lừa em nói là heo nái trèo cây. Anh ta còn lời của đàn ông sao mà tin được? Heo nái có thể trèo cây, đàn ông cũng có thể trèo tường. A Bưu, anh dám ăn dụng này, xem về nhà tôi xử anh thế nào. Ban Cửu, anh trèo tường thật sao? Bách Linh à, nghe anh nói đi. Sư phụ, có chuyện rồi. Sư bà phát hiện một cái xác ở bờ hồ Cát Tường. Bách Linh, tạm thời gạt bỏ tình cảm nam nữ, lấy đại cục làm trọng. Sư phụ, sư phụ, bên đó còn mấy cái xác nữa. Người anh em, người anh em, người anh em. Người anh em, người anh em, tỉnh lại đi. Tại sao chỉ có phụ nữ bị hút khô máu tươi vậy? Kỳ lạ quá. Người anh em, người anh em. Sư phụ, còn có mấy thôn dân bị cắn, làm sao đây? Đưa về nghĩa trang trước. Thông báo thôn dân đem đến, nhất định phải đóng cửa trong nhà để tránh gặp rắc rối. Dạ, A Tường, đi. Anh nhất định trả thù cho em. Anh sẽ phạt thầy chúng ra trăm mảnh. Phu nhân, ở nhà có không? Có. Khác với bên ngoài sao? So ra ở nhà hơn một bậc. Trọng lượng của người ở nhà không đủ sao? Cho dù là thân hình hay cân nặng, tuyệt đối đủ cân đủ lượng. Vậy tại sao còn ra ngoài đi tìm? Phu nhân à, anh nhất thời bị ma che mắt, phạm tội tày trời. Sau này cho dù tú bà dụ dỗ anh thế nào cũng đừng hòng lên giường để trừ thuế. Anh đừng có quên chức vụ của anh làm sao mà có được. Đại ơn đại đức của phu nhân, A Bưu cả đời khó quên. Thích chơi trò kịch tính chứ gì? Nào, hôm nay tôi sẽ chơi với ông cho đã. Phu nhân à, đi tắm sạch sẽ, lên giường chờ bà. Xin phu nhân thưởng một viên đạn dược cho A Bưu, để A Bưu được sung sức hơn, để phục vụ phu nhân tốt hơn. Anh đi Di Hương Viện mạnh như rồng hổ, về tới nhà là phải nhờ thuốc bồi bổ. Hôm nay bà không ăn tươi nuốt sống anh thì có lỗi với nhan sắc xinh đẹp của bà. Phu nhân à,
A Tường, sư phụ, đi phơi khô thảo dược. Ở đây có đau không? Còn đây nữa. Chú bị trật khớp thôi, không nặng lắm. Bích Nguyệt cô nương thuốc xong rồi. Cảm ơn nhé. Lát nữa tôi bôi thuốc lên những chỗ này cho chú. Mấy ngày nữa chắc sẽ khỏi. Cử động nhẹ như vậy. Sư huynh, sao? Nhìn từ vết thương, quả thực do mèo cương thi gây ra. Em đã đóng 7 cây đinh trấn hồn trên quan tài, còn dùng máu cho mực bôi khắp nắp quan tài, không lý nào thoát được. Vấn đề nằm ở đâu chứ? Sư phụ nói không sai, đinh là con lấy ra từ nước gạo nếp. Đã đếm qua đếm lại, quả thực là 7 cây, cộng thêm đinh truy hồn là 8 cây, phải không? Thầy nói không sai, vừa đúng 8 cây. Thảo nào 7 cây trấn hồn 8 cây trợ ma, không có chuyện mới lạ. Đúng là chết người. Anh xem anh đi, 7 hay 8 cũng không phân biệt rõ. Giữa anh có ích gì chứ? Bắt mớ gì anh? Nhưng cũng không lý nào. Cho dù đinh trấn hồn mất hết hiệu lực, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy phá quan tài thoát ra. Hiện giờ việc quan trọng là mau chóng ngăn cản nó, nếu không không biết bao nhiêu người sẽ chết thảm trong tay đó. Anh nói đúng lắm. Như vậy đi sư huynh, tối nay chúng ta lập đàn làm phép dụ rắn khỏi hang. Chuyện là tôi thân là đội trưởng, bảo vệ trấn Cát Tường là trách nhiệm của tôi. Sao tôi có thể khoanh tay làm ngơ? Như vậy đi, tôi về cục cảnh sát tập hợp nhân lực, chờ hai người thắng lợi trở về. Anh không đi sao? Tôi nói rồi, bảo vệ bình yên khu vực trấn Cát Tường. Ra khỏi trấn thì tôi không quản được. Tôi thấy anh bị mèo cương thi dọa bay hồn nên không dám đi chứ gì. Ai nói tôi không dám đi? Ai cũng biết là anh không dám đi. Hôm nay tôi sẽ đi. Vậy anh đi đi. Tôi đi đó. Anh đi đi. Giờ tôi đi ngay. Đi đi. Sư phụ, thuốc ở đây không còn nhiều nữa. Núi xung quanh đây đều khó tìm được. Ngày mai ta đến dãy núi xem thử. Bà ơi, bà bôi thuốc đúng giờ theo lời cháu, chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi. Lá cờ này cắm ở đây. A Cát, A Tường, đi giúp sư bá các con đi. Dạ. A Cát, A Tường, đi giúp sư bá các con đi. Tránh ra đi. Không cần anh lo. Không dám làm phiền.
Bùa trấn tám phương định càng khôn. Ngũ hành tư sinh mau truy hồn. Âm dương hai giới tức tốc qua làm một. Tứ mạc giới, cứu mạng. Sư đệ, yêu tinh này mạnh thật. Sư phụ, con đến giúp thầy. Sư phụ, con đến đây. Buông ra đi. Gắng sức. Buông đi, buông ra đi. Đứng dậy rồi. Sao cô ấy đến đây? Mèo cương thi, mèo cương thi, cẩn thận. Đều tại cô, tất cả đều tại cô. Coi ông có bắn chết cô ta không. Nếu như cô nói hang động là nơi ẩn thấp của nó, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, liên lụy mọi người rồi. Chuyện này không trách cô, người không biết không có tội. Mau ăn đi. Tay của cô có sao không? Không sao. Hôm qua anh không bị thương chứ? Vết thương nhỏ. Sư phụ, sư phụ không hay rồi. Mã du sư dẫn thôn dân tìm đến cửa. Sư huynh sắp cản không nổi. Đều là hiểu lầm, tôi đi giải thích rõ ràng. Thì ra con trai tôi cũng nhất thời nóng vội. Ăn hại, tự nghĩ mình đúng, không ngờ để nó bại lộ trước mặt mọi người.
Cô phải biết sư đệ tôi Mao Anh Cửu không phải dạng dừa. Nếu không phải tôi giá họa cho Bích Nguyệt thì chúng ta sẽ thua cả gián cờ. Tôi cũng là muốn cho phu nhân sớm ngày sống lại, để cho Mao Anh Cửu không nghi ngờ tôi đã sử dụng thôn dân sáng sớm tới nghĩa trang. Giao Hâm à, chỉ cần hai người nữa thôi, em có thể quay về nhân gian rồi. Bảo sư phụ con ra đây. Sư cô đừng đổ dầu thêm lửa. Đại đội trưởng, anh không biết con người sư phụ tôi sao? Anh dẫn những người đến đây gây sự cái gì? Đừng nhiều lời, chúng tôi tìm sư phụ anh bàn việc. Không có chuyện của anh, mau gọi sư phụ ra đây. Sư phụ tôi không rảnh, mau lên đi. Chú Cửu, chú tiếng lành đồn xa, không thể để đồng bọn yêu tinh quỷ đi trong sạch cả đời chú. Đúng vậy, đúng vậy. Mã Du Sư, cô có không thể không bằng không chính nghe lời bị đặt vô quan người tốt được. Hễ là người gặp mèo cương thi không chết thì cũng bị thương, nhưng cô ta vẫn lạnh lặng đứng ở đây. Cậu ta nói không sai, lần nào cũng chỉ có cô ta là không sao. Cô ta chắc chắn là có vấn đề. Đâu phải anh cũng từng gặp mèo cương thi, không phải cũng đang đứng đây sao? Đúng vậy, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Tôi thấy chị Bích Nguyệt cũng tốt lắm mà. Cô đứng về bên nào vậy? Sao cô không phân biệt được địch ta? Sư cô, nhưng mà lời cô nói là thật. Không được lên tiếng, Bạch Linh. Anh đang bao che cô ta, cũng tại thấy người ta xinh đẹp chứ gì. Sư cô, sư phụ con là người thế nào, cô biết rõ hơn bọn con chứ. Hai hôm trước tôi còn thấy chú Cửu đi Di Hương Diện. Tôi nói mọi người biết chuyện này, tôi tận mắt nhìn thấy. Mọi người đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Sư phụ tôi đến Di Hương Diện là để uống trà. Sư phụ, người sảnh rỗi sao lại chạy tới Di Hương Diện làm gì? Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin đâu. Xin mọi người bình tĩnh lại trước, cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định cho mọi người câu trả lời. Còn bây giờ xin mọi người về trước. Vậy mọi người giải tán hết đi. Đúng, giải tán hết đi. Quay giờ đi. Nè, đừng có đi. Đừng có đi. Em thấy là bị sắc đẹp che mờ đôi mắt, hết thuốc chữa rồi. Sư cô à, sư cô. Chú Cửu, tôi tạm thời tin chú một lần. Đi thôi, em họ. Chờ anh với. Chờ em với. Làm sao đây? Bích Nguyệt cô nương, cô còn đang bị thương, hãy nghỉ ngơi nhiều. Tôi và các A Tường phải đến Du Lan Cốc. Tôi nên đi thì hơn, tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người. Vẫn nên chờ vết thương của cô khỏi rồi mới tính tiếp. A Cát, A Tường, chúng ta đi. Dạ được. Sư phụ, sao ở đây nhiều người chết quá vậy? Trận khóa hồn Hoàng Dương. Tiêu rồi. Tôi đã biết trước cô sẽ sợ tội bỏ trốn. Chúng tôi đã chờ cô lâu lắm rồi. Người đâu, dẫn đi. Tôi không phải. Bắt lấy yêu nữ này, tôi không phải. Đi. Anh thả tôi ra đi, tôi không phải. Tôi không phải. Thả tôi ra đi.
Cô là ma nữ đổi lốt người. Cô đã hại người già tôi bắt cô đền mạng. Thiêu chết cô ta, 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 thiêu chết cô ta. Thiêu chết cô ta, thiêu chết cô ta, thiêu chết cô ta, thiêu chết cô ta. Mọi người chạy mau đi, nguy hiểm. Chạy mau đi, chạy đi. Thiêu chết cô ta. Lên. Bích Nguyệt cô nương, tôi chỉ muốn dựa vào người anh một lát.
Giao Hồng tại sao còn chưa tỉnh? Ông đừng giận. Hiện giờ chúng ta sắp thành công rồi, chỉ thiếu một người thôi. Sao cô còn không mau đi tìm? Không cần tìm. Người đó chính là con gái ông Niệm Giao. Có bao phương sóc tôi ở đây, cô đừng hòng động vào một sợi tóc con gái tôi. Việc này không do ông quyết định. Con trai tôi đã khôi phục được 8 phần công lực. Đối với tôi mà nói, ông đã không còn tác dụng gì. Ông tưởng là con trai tôi hồi phục pháp lực thì có thể cứu được vợ ông sao? Ông cũng ngây thơ quá rồi. Người chết làm sao có thể sống lại chứ? Cô dám chơi tôi? Tôi chơi ông đó. Tôi vẫn còn muốn giết chết ông chỉ dựa vào cô. Ngươi đừng quên, máu đạo sĩ là vật chí dương. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Con trai à, con trai. Cha, mẹ, hai người sao rồi? Niệm Giao, sư đệ, là anh bị yêu nhân lừa dối, phạm tội tày trời, tội không thể tha. Rơi vào kết cục như vậy cũng đáng tội. Điều ta không yên tâm nhất chính là Niệm Giao. Mèo Cương Thi đã hút máu của 8 người. Niệm Giao là người duy nhất giúp nó khôi phục công lực. Sư đệ, ta gửi gắm Niệm Giao lại cho em. Cha à, cha. Cha ơi, cha. Cha ơi, cha. Mẹ. Mẹ ơi. Tối nay mẹ Cương Thi chắc chắn đến tìm Niệm Giao. Tạm thời đưa nó vào quan tài. Hai con nhất định phải bảo vệ quan tài này, không được để cho nó lại gần. Dạ. Sư thúc, ta từng hứa với cha con, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con. Tiểu sư muội à, chịu khó một chút. Yên tâm đi, sư phụ lợi hại lắm. Sư phụ à, con cũng đi. Đứng yên ở đây, coi chừng ta đánh đệ đó. Sư phụ. A Cát, sau này con phải chăm sóc cho A Tường. Con. Sư phụ à. Sư phụ. Sư phụ, cho con ra ngoài đi. Sư phụ, sư phụ cho con ra ngoài đi. Bách Linh, anh họ, em nghe anh nói, chúng ta không thể tới nghĩa trang,
Em nghe anh nói đi, đừng có đi. Điều đó là không thể. Em nghe lời một lần đi có được không? Anh họ, anh tham sống sợ chết, nhưng mà Bách Linh em thì không sợ. Tránh ra đi. Bách Linh, anh có còn là đàn ông không vậy? Em làm gì vậy? Em không được đi. Em mà đi thì anh sẽ ly hôn với em. Em bỏ xuống đi, bỏ xuống. Bách Linh, chờ chị với. Bách Linh. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bách Linh à, chờ chị với. Tránh ra đi. Sư phụ. Sư phụ à. Trái sang phải, bên phải, phải nhắm chuẩn. Đổ pháo. Sư phụ, con biết hắn ở đây chắc chắn không có chuyện tốt. Tấn công. Cũng may mà có tôi đến kịp thời. Nếu không mọi người sẽ nguy hiểm. Tao không tin, không giết được mày.
Trên trời ba thước, trăng sao trời, không trời thông đất, kinh quỷ thần, thần linh các nơi nghe lệnh. Không được sư huynh, đây là cấm thuật của Mao gia. Nếu không thể đắc đạo, vậy thì chống lại trời. Sấm sét. Giết vô hình. Đinh giặc thời cũ. Abu, Abu à, anh có sao không vậy? Khi nãy không có sao, nhưng bây giờ thì khó nói. Sư phụ, A Cát, có sao không? Không sao sư huynh. Niệm Dao đâu? Sư phụ. Niệm Dao, sư phụ. Tiêu rồi.